Trời ơi đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi. Từ làm cái gì mà trời ơi, bướm nhiều quá. Quá trời bướm luôn. Đẹp quá, hợp lý. Rồi rồi. Quay ở đây nha. Quay nha. Chuẩn bị. Quay lại. Ở đâu? Rồi. À. Con bướm xinh, con bướm đà tình. Đó. Ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi. Cái gì vậy? Ông chỉ cái tàu dáng gì mà kỳ quá. Cảm ơn cứu mạng. Hôm nay thấy được cái đàn bướm ở ngoài ruộng á. Nó đẹp quá trời quá đất luôn. Đàn bướm ngoài ruộng. Đó, đi nè, trời ơi. Trời ơi, y như hồn bướm mơ tiên vậy đó. Đẹp cho quá. Nên rủ ông Cường ra đây quay. Bà con mình có nói một câu là ra ruộng mà thấy bướm là có sâu đó. Trời ơi, sâu đâu sâu, bướm ta đẹp quá trời quá đất luôn. Có con sâu nào đâu, trời ơi. Chú cái sự nói đúng rồi. Sao? Trời đất ơi, bướm từ đâu ra? Thì từ con sâu. Trời hả? Đất ơi, bây giờ em nói cho chị nghe. Trời ơi, cái này. Gì vậy? Triệu chứng của sâu cuốn lá thấy không? Nó ăn sát lá không? Ăn trắng lá không? Chị khi chị thấy bướm, tức là bướm nó đã đẻ trứng trên ruộng lúa của mình rồi. Cha sao quên, tự nhiên quên mất cái vụ này đó. Cho nên bây giờ trong giai đoạn này chúng ta phải bảo vệ cái cây lúa trước sự tấn công của sâu cuốn lá một cách an toàn và hiệu quả. Em nhắc hoài, trong giai đoạn này cây lúa mình bón phân vô lá lúa xanh, đây là điều kiện thích hợp. Mà thấy con bướm ngoài ruộng rồi, tuyệt đối thứ nhất là không dùng thuốc để phun bướm, tại vì phun bướm có chết đâu, phun là nó bay. Thấy con bướm ngoài ruộng là bây giờ 5-7 ngày sau, với cái tiết trời nó thuận lợi như thế này thì nó ấm lên là sâu non nó nở ra, đi thăm đồng sâu non nó nở ra, là mình chỉ sử dụng cái thuốc đặc trị sâu cuốn lá một phun một lần, tại vì sâu non nó rất là dễ phản cảm với cái thuốc là nó chết liền, đúng không? Dễ trị. Đó là cái trường hợp hiện nay thấy bướm nó bay ngoài ruộng là như thế. Nhưng mà bà con nông dân cần phải quan tâm là xạ thưa, xạ hàng, bón phân cân đối để giảm bớt cái áp lực của bệnh là đạo ôn và con sâu cuốn lá. Trong cái giai đoạn lúa nó đang ở cái giai đoạn đẻ nhánh, tức là sâu cuốn lá nó sẽ tấn công làm hai đợt, một là giai đoạn đẻ nhánh, hai là giai đoạn làm đồng. Nếu giai đoạn này mình không kiểm soát cái mật số nó thì nó lên cái đồng nó ăn hết cái lá đồng làm sao anh chị có cái bông để mà thu hoạch. Thì bây giờ đó, ở giai đoạn mà lúa còn nhỏ như thế này thì mình cứ để thiên địch nó tấn công lại cái con sâu cuốn lá. Cái thứ hai là bây giờ mình 5-7 ngày mình đi thăm đồng, nó nở ra con sâu non thì hồi nãy tôi nói rồi, phun đúng một loại thuốc đặc trị thì là nó quản lý được. Cho nên đối với sâu cuốn lá có hai giai đoạn quan trọng là giai đoạn đẻ nhánh và giai đoạn làm đồng. Quản lý tốt được giai đoạn đẻ nhánh thì giai đoạn làm đồng khỏe. Trung bình một vụ lúa thì sâu cuốn lá sẽ xuất hiện hai đợt trên đồng ruộng mà con nhé. Đợt thứ nhất á là sâu cuốn lá xuất hiện từ 15 đến 25 ngày sau xạ. Trong giai đoạn này sâu cuốn lá thường xuất hiện nhiều, mật độ khác nhau. Tuy nhiên cây lúa có sự ra lá mới liên tục nên bà con tăng cường chăm sóc trong 30 ngày đầu là an toàn. Sử dụng hệ thống thiên địch để kiểm soát sâu cuốn lá bà con nhé. Đợt thứ nhì á là ở giai đoạn đồng rổ. Nếu giai đoạn thứ nhất mà quản lý không hiệu quả, sâu cuốn lá sẽ tấn công bộ lá đồng, làm ảnh hưởng đến năng suất rất là lớn. Cho nên bà con mình nhớ là thăm đồng thường xuyên nè, theo dõi lứa sâu non. Khi bướm rộ từ 5 đến 7 ngày sau khi thăm đồng á thì phun sâu non tuổi 1, không nên phun quá trễ nhé. Không phun thuốc khi bướm đến nhé, bởi khi bướm để trứng á, phun thuốc chưa chắc sẽ làm chết trứng. Như thế á, là vừa tiết kiệm nè, rồi an toàn cho môi trường nè, đồng thời sâu cuốn lá không thể gây thiệt hại năng suất lúa. Do đó bà con mình càng hiểu được cách gây hại của vòng đời sâu cuốn lá và áp dụng biện pháp tổng hợp thì an tâm rồi. ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. ADC chất trọng giới thiệu một sản phẩm chất lượng đột phá với công nghệ xanh nhẫn nhẹ sắp xuất hiện tại Việt Nam. ADC chất trọng giới thiệu một sản phẩm chất lượng đột phá với công nghệ xanh nhẫn nhẹ sắp xuất hiện tại Việt Nam. ADC chất trọng giới thiệu một sản phẩm chất lượng đột phá với công nghệ xanh nhẫn nhẹ sắp xuất hiện tại Việt Nam. ADC mang đến sự tốt lành. Nhanh tay mua bùm hết, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi Future đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi. Khi bà con mua HEP 400SC và Bumcoin 40SE sẽ có cơ hội trúng 19 giải nhất, mỗi giải 2 xe Future, 19 giải nhì, mỗi giải là một xe quay RSX FE, 79.999 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gói Atomic 3 kích. Cào HEP ngay thôi, chúng tôi Future. Nông hội nhóm, nông nghiệp
tiến lên những bờ.